Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Đầu nó tối ngủ gì tăng đầu đó rồi xong mắt cay mắt trợn mắt trợn lên cái mắt còn tay thì rút ra như co công bóp ra vô này không được cứng rung tay vậy đó cứng tay luôn co rút vậy đó co rút rồi. Bây giờ giả là thứ có được không được nè gì hết không được đích khó chịu phải không dạ khó chịu rồi đó rồi bây giờ cái tay này dở lên có bị rung không Dạ. Cái tay bên này có rung không? Dơ thẳng lên. Không rung là tay kia. Tay kia rung quá. Đó. Chân trái rút từ từ rồi chân trái cũng vào này. Rút lại đi không được. Đi không được. Đi nhón nhón lại đi. Đi nhón 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 gì vậy? Bây giờ bác chịu khó bây giờ mọi người xích đi qua đi chút xíu cho bác đi qua xuống giường chút cái bác đi lên giùm cái thử coi. Hơi sắc khác vô chút đó rồi bây giờ mời bác nữa là bác tự đi được không rồi cứ nhiều lên nhưng đứng nghe đi mới được đó, đứng lên được rồi bây giờ rồi không có đừng cái đó từ rồi giờ nó bác tự đi qua mình đi qua kia đi tới không nhấc được chân lên đi tới đó bây giờ mọi người phải mang găng vô để làm gì không nổi và đặt ngay cái chỗ mà cuộc sống khổ không có cuộc sống khổ lên ngay cái cạnh rồi mọi người nhìn thấy cái gương mặt cái này á là cái người mà bị không cứ để anh này là anh bị cái thầy con mắt là trắng gì không có thì mọi người chút xíu thấy mắt không thì bây giờ là cái đá này á mình sẽ chườm đúng ngay để mình ức chế ngay chỗ nào còn cái tay này á mọi người nhìn đây nè thì thí dụ sao thì mình học cái cách á là chỉ có cái điểm ở ngay chỗ này nè không nắm không nắm không không nắm chặt nghe không giờ mình để cho ông có duỗi ra mới được anh mà nắm gì nắm chặt luôn á giống như nắm này nè giật không ra luôn á thầy phải ra chứ phải bấm giật ra chứ đâu có bấm luôn được hả cho nên nó co vậy đó rồi, em cứ chồm nghe đó chồm lên trên này đó đúng nghe đó nhớ nghe thì cái học cái cách mình thầy dặn sao phải nhớ lưu ý làm cho đúng cứ nhắc luôn á cứ biết là ông thầy cho thẳng cái đầu lên cái cổ lên thẳng cái đầu cổ ông thầy làm hồi nhả tay ra là thầy là có phương pháp là nhả ra phải nhả chứ không nhả cho được thì mình á bấm cái này và chụp quay cái này kia thì khi mà mình bấm cái điểm ở đây á thì cái điểm này là cực kỳ quan trọng vì nó làm cho cái máu á, nó nuôi ra đầy đủ thì cái tay nó mềm ra lại liền thấy không nhưng mà cái này á là cái người nhà phải thường xuyên làm cho người nhà tại vì ông này chưa đủ sức để mà giãn ra thấy không thấy chưa cái tay bắt đầu nó mềm lại mà cái điểm nó là chính ngay chỗ này thấy không lạnh quá không hơi hơi hả hơi lạnh dữ lắm em cầm đây mà thấy lạnh nè để nghe chỉ để chỗ nào để đó là thế giới không có xây dựng được tay thế này tay nóng quá nóng chặt ngay cái này ngay cái thiểu đảo rồi quay ngược lại quay cái đá lạnh này ngược lại đó giờ ở chỗ đây cái đá này lạnh dữ lắm cái việc thầy vừa bấm nó nằm chỗ nào nằm cái mu này
Từ từ, đưa tay lên từ từ, mọi người thấy cái tay khác rồi chưa? Thấy không? Thấy bớt rung rồi đó. Thấy không? Nhưng mà cái đó là do gì? Là nhờ chườm lạnh cái này. Thấy không? Thành ra là khi mà mình biết cách đó, mình chườm đúng chỗ đó, thì bệnh giống như dẫn chơi vậy. Nhưng mấy cái đầu gối rồi nó đau đứng không được, làm chút xíu đứng dậy ào ào leo lên. Nguyên hai cái tay chị mất mắt bây giờ nó có sức sống. Bây giờ bước qua bước lại thử coi đi tới đi xíu coi khác. Cho anh đi về hướng này đi. Cho anh đi xuống hướng này. Nhưng mà bây giờ có tác dụng quay lại nha. Quay lại. Không đỡ. Rồi, cho anh tự đi. Không có vấn đề gì, đứng khó khăn gì các bạn. Nhìn tôi nè. Đây này, rồi đó. Mắt linh hoạt. Rồi, mắt khác nè. Rồi, giơ tay lên thử coi, giơ tay lên cái đó. Cái bài hết. Cười tươi, cười tươi. Giờ tươi á. Nãy ủng rủ. Rồi, bước tới thầy đi, bước tới. Bước tới đây. Không lạnh, nó đi tự nhiên. Cứ bình tĩnh, không sao, đi được mà. Mai mốt làm sẽ đi bình thường. Ok. Dạ thì em thấy cũng có phát triển chút á chị. Tại vì bình thường chân anh đi có được. Mà châu Đông á thì cả nhất thôi mà. Nhưng mà giờ thấy nó có được khả quan chút chút rồi. Em cũng cảm ơn chị, cảm ơn thầy rất là nhiều. Người già về phải làm mỗi ngày. Em rất mừng gặp thầy, thầy có duyên gặp thầy. Thầy chữa bệnh cho em. Đã bị khả quan mới bước đầu thấy tiến bộ mà. Nói như vậy thấy dễ chịu hơn. Dư Quang Châu, thầy bác sĩ Dư Quang Châu. Đọc tên rõ ràng. Cái miệng anh nói cũng không rõ luôn á thầy. Bây giờ nó rõ. Dạ. Bây giờ rõ hơn rồi đó. Bây giờ nó rõ rồi. Mà giờ mắt anh nhắm mắt mở mắt ra để coi về dễ chịu hơn không? Mở nó ra. Thầy dặn sao dễ chịu hơn? Trả lời từng câu nói okay. Làm, hành động làm theo cho đúng. Khá rồi ha. Dạ khá rồi. Cái nguyên tắc của cái chữa trị này đó thì cái điều đầu tiên á là ở nhà phải chườm nóng cái đá nóng á, chứ chúng tôi hướng dẫn ở cái vùng gan vào ban đêm từ 9 giờ đến 11 giờ, còn ban ngày á là chườm lạnh nha. Thì chườm lạnh á thì mang gan xong cầm ra đây đó lạnh cầm đi. Bởi vì mọi người phải mang gan vô đây lạnh vô không nổi và đặt ngay cái chỗ này sống cổ, không có anh quay sống cổ lên trên ngay cái cằm rồi. Rồi mọi người nhìn thấy cái gương mặt ở này á là cái người mà bị không cần cần đâu, cứ để mà sau này mình gặp mấy người bạc kinh sinh á thì mọi người cũng có thể làm được, không có cần viên kim anh cho ghê gớm lắm, thấy không? Mọi người lại đây xem cái vị trí mà mọi người đặt lên xem đó, chúng ta nhìn thấy để có cần giúp ai thì mình sẽ giúp ha. Giữ ó ha. Cái đầu nó hẳn nó sơn gì nữa rồi, lạnh không? Lạnh. Cái này nhắc luôn hả? Mà anh sơn nó hơi lạnh thôi à. Tại cái đầu nó lạnh quá. Làm cho cái người làm gì cái này đầu. Thấy phương pháp này cũng hay lắm dạ. Thấy tay ảnh đỡ rồi. Dạ, nếu mà theo cũng được gán theo thầy luôn. Dạ. Gán theo thầy luôn. Dạ cảm tử em rất mừng. Mừng gặp thầy, gặp thầy có duyên gặp thầy. Thầy chữa bệnh cho em. Được khả quan mới bước đầu mà thấy tiến bộ mà. Anh nhắm mắt mở mắt ra để coi về dễ chịu hơn không? Mở nó ra. Thầy dặn sao khi nghe nói trả lời từng câu nói okay. Làm hành động làm theo cho đúng cá rồi hả? Dạ khá thầy. Rồi ok, cảm ơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.
địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.